Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã giao tạp chí Công Thương 6 nhiệm vụ trọng tâm tại buổi làm việc với một số đơn vị thuộc Bộ nhằm định hướng công tác truyền thông ngành công thương thời gian tới. Đó là bám sát tôn chỉ, mục đích, chú trọng giáo dục tư tưởng, chính trị, quy định pháp luật, nghiệp vụ, khả năng ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập, nắm chắc quan điểm, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và chiến lược phát triển của ngành công thương để có chiến lược truyền thông phù hợp, sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn, chủ động và tích cực tham mưu, tham gia và phối hợp với các đơn vị trong bộ, tổ chức tốt các sự kiện, hội nghị, hội thảo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm của tạp chí cả về nội dung và hình thức, thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng, củng cố khối đoàn kết nội bộ. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Công Thương cũng đánh giá cao báo cáo của Tổng biên tập tạp chí Công Thương. Theo đó, những năm qua, tạp chí Công Thương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, bám sát chỉ đạo của lãnh đạo bộ, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền và các ấn phẩm của tạp chí, được độc giả đánh giá cao, tạo dựng được uy tín và tăng kỳ đều các năm. Mặc dù vậy, lãnh đạo tạp chí cũng thừa nhận vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải và đại diện các đơn vị trong bộ ghi nhận các kết quả của tạp chí đạt được trong thời gian qua, nhất là những chuyên đề có tính chất lý luận của ngành, những bài viết gắn nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, các hoạt động biên soạn sách, tổ chức sự kiện được tổ chức bài bản, quy mô. Kết luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng ghi nhận những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao và mong muốn tạp chí cố gắng hơn nữa trong thời gian tới.